Dạ Ngô Nguyễn, em xin chào anh chị các bạn cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Ngô Nguyễn của em nha. Hiện tại hôm nay Ngô Nguyễn sẽ cập nhật giá xe bên cửa hàng xe máy Quang Liên cho anh chị các bạn cô chú tham khảo hôm nay nha. Đặc biệt thì bên cửa hàng xe máy Quang Liên hôm nay em thấy là có rất là nhiều accessor 135 luôn. Trong đó mọi người có thể thấy là những cái form đời cao ở đây là toàn từ đời 21 đến 24. Và bên trong thì nếu mà nhìn sơ từ xa vào á anh chị thì nó sẽ là dòng mệt nhỏ, dòng mệt 10. Nhưng mà mình đứng đây mình ngắm nghía nhẹ nhẹ tí xíu, hình như mình có phát hiện cũng là S10 nhưng mà có cái gì nó lạ lắm. Thì anh chị các bạn mình chờ tí xíu để coi những cái dòng mẹt đó như thế nào và giá cả nó làm sao cho quý anh chị các bạn cô chú mình nha. Bây giờ em sẽ giới thiệu về cái địa chỉ bên cái hàng xe máy Quang Liên cho anh chị các bạn có thể là nhớ lại. Địa chỉ là 30/10B quốc lộ 22 ấp Phương Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Nói chung thì cũng lên cửa hàng Quang Liên này đã lên Ngũ Nguyễn cũng rất là nhiều. Mà bây giờ em sẽ nói sơ về cái đường đi cho mọi người nha. Anh nhờ camera quay trực diện ra bên ngoài luôn em. Đó là cái hướng của quốc lộ 22, đường lớn luôn anh chị, hướng xuôi chiều luôn. Bên phải cửa hàng đi xuống khoảng tầm 5 đến 700 m, đó là về hướng của bến xe An Sương cũng như là cầu vượt An Sương nha anh chị các bạn mình. Còn bên trái cửa hàng nha, hướng xuôi chiều của dòng xe bên kia đường đó anh chị thì khoảng 50 đến 100 m. Đó thì đó là cái ngã tư Trung Chánh, mọi người có thể thấy là cái đèn đỏ đó gọi là ngã tư Trung Chánh nha anh chị. Còn bây giờ mình vô trong gặp anh chủ cửa hàng, anh Quang Liên ha, để sẽ báo giá cho anh em mình hôm nay nha anh chị các bạn mình ơi. Ê, mình nhìn sơ là thấy ẹt, bắt chơi ẹt luôn nè. Anh ơi. Chào em. Ơi, chào anh. Chào anh. Xin chào anh chị và các bạn nha. Dạ. Cả lâu rồi mới lên kênh Ngô Nguyễn của em nên là anh trước khi mà mình quay mình báo giá xe đó thì anh cũng nhắc lại cái địa chỉ với về cái việc đặc biệt là cách thức trả góp đó anh, cho mọi người nắm rõ tí giờ anh em mình báo giá ha. Thì cửa hàng mình là cửa hàng xe máy Quang Liên. Yeah. Thì địa chỉ là 30/10B, yeah, quốc lộ 22, ấp Phương Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Và cái số điện thoại là 0974 673868 với lại 0785 368683. Yeah. Đó là hai số sử dụng Zalo và Facebook nha các bạn. Dạ. Còn về việc cách thức trả góp khi mà mua xe bên cửa hàng mình thì như thế nào anh? Thì về phương thức trả góp thì hiện tại là mình vẫn đang kết hợp với ngân hàng để trả góp. Yeah. Thì các bạn trả trước 20-30% giá trị xe là mình có thể lấy xe rồi. Dạ. Tầm 20-30% là chị mình phải mua trả góp được ha. Cứ 10 triệu là mình đưa trước tầm 2 triệu là ok. Dạ. Yeah. Đó là gọi là tầm 20% anh chị ha. Còn cái việc bảo chuyển xe thì như thế nào anh? Thì cái thủ tục thì các bạn chỉ cần đem theo một cái chứng minh thôi. Dạ. Yeah. Khi mà lên hồ sơ duyệt xong hết rồi thì cửa hàng sẽ tiến hành sang tên chính chủ, sang tên và các bạn đứng tên luôn. Vận chuyển xe thì cửa hàng sẽ vận chuyển xe cho các bạn. Yeah. Như anh chị nào mà ở xa mà muốn mua xe thì cửa hàng có thể vận chuyển xe tới tận nhà. Dạ. Yeah. Rồi ok nha. Thì bây giờ thì trong quá trình quay đi rồi anh em mình sẽ trao đổi tiếp về cái việc giấy tờ cho anh chị các bạn mình ha. Giờ anh em mình chắc là mình bắt đầu vẫn là từ trên hay là mình bắt đầu từ đâu đây? Anh muốn mình quay cơ sở nào đi? Từ ngoài vào trong đi. Rồi ok anh. Ở đây anh chị nào mà đam mê những cái form mệt nhỏ như thế này á thì anh chị mình chờ em tí xíu nha. Chút rồi em sẽ quay kỹ và báo giá cho anh chị. Còn giờ mình cứ lên trên từ phía đầu cửa hàng anh chị nha. Từ chiếc Winner màu vàng đó camera, mình qua bên con Winner màu vàng đi em. Cửa hàng này trước đi. Rồi anh giới thiệu con này cho mọi người mình đi anh. Xe này là 2018. Dạ. Yeah. 2018 mà đăng ký 2019. Dạ. Yeah. Cái này là vỏ một cặp còn theo xe thì phải đó em. Rồi. Chìa khóa là còn hai chìa nha các bạn ha. Khóa là một cặp đó, vỏ riêng theo xe một cặp. Mâm thì có sơn bánh vàng đồng. Chìa khóa hai chìa mà có cả gắn remote cái gì đây này. Thẻ từ chống trộm hả anh? Đúng rồi. Ở ta hai remote đó. Rồi giá mình đã bao nhiêu anh? Xe này thì giá nó 24 triệu. Dạ, giá là 24 triệu anh chị nha. 24 triệu. Rồi 2018 đăng ký 2019 bỏ theo xe một cặp nha các bạn nhé. Vậy con này chắc là mình trả trước khoảng tầm 5 triệu và chắc là trả góp được rồi đúng không anh? Đúng rồi, con này dạ. Thì trả trước 4-5 triệu là ok rồi. Dạ rồi. Còn bên đây anh, con này? Chiếc này thì 2017, đăng ký 2018. Dạ. Xe này thì nó có phần rẻ hơn, nó chỉ tầm 22 triệu là có xe rồi. Dạ. Biển số là thành phố nha chị, con này biển số của nó là 59F2 01853. Còn như có màu vàng em không thấy cái biển số đó là như thế nào anh? Cái màu vàng này là rút hồ sơ em à. Dạ. Mình có hồ sơ chưa hay là đang rút vậy anh? Hồ sơ con này là đang rút hồ sơ. Dạ, hồ sơ nhanh rút. Mà hồ sơ xe dạ. Này thì nhanh lắm. Dạ. Nếu mà có hồ sơ về mình được cộng thêm tiền anh hay là giá báo đó là bao gồm hồ sơ rồi? Giá đó là giá bao phí hồ sơ rồi. Bao hồ sơ luôn rồi anh chị nha. Mình chỉ cần hồ sơ về mình nhập thôi. Còn nếu anh chị mà không có rõ vấn đề nhập á thì cửa hàng chắc là mình hỗ trợ nhập anh ha. Cửa hàng sẽ hỗ trợ nhập. Dạ. Rồi kế bên anh con Winner màu đỏ. Cái này là 2017 em nhé. Dạ. 2017 thì giá nó 22 triệu.
Biển số là Bình Thuận nha anh chị, 86B2 36134 nha. Rồi, còn đây là một chiếc Satria màu vàng quảng chanh rất là đẹp, được sơn cặp bánh mâm màu bạc. Biển số là Gò Vấp nha anh chị, 59B3 08412. Đây là 19. Yeah. Giá của nó là 36.500. 29365 thì anh chị các bạn có thể là trả trước tầm 7 triệu anh ha. Đúng rồi. 7 triệu là trả góp được. Mấy cái xe này bên cái hàng mình bán ra như thế này là mình thời gian bảo hành cho khách là bao lâu anh? À, thường thường thì ở đây anh bảo hành là cho khách là 1 năm. 1 năm về máy móc đúng rồi. Dạ. Yeah. Rồi vậy là anh chị em mình mua thì cứ yên tâm sử dụng ha. Máy móc thì cứ bên là 1 năm. Đúng rồi, bảo hành về máy móc là 1 yeah. năm. Đây là một cái chiếc Raider nè anh. Raider 27 đăng ký 2018. Dạ. Xe này thì rất là đẹp, xe còn mới tinh à. Biển số Củ Chi nha anh chị, 59I3 13563. Này giá là 33.500 nha các bạn. Con này phải nói là về hình thức của nó là cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi. Xe đẹp lắm. Dạ. Xe chủ nào mà chạy xe này chắc mình nghĩ là cũng rất là kỹ đây nên mới còn được chất lượng như thế này. Bản số cũng đẹp nè. Dạ. 13563 nha anh chị ha. 33 đúng không anh? Đúng rồi, 335. Giá cứng luôn hay là mình có thể thương lượng gì không anh? Giá đấy chắc anh chị em lên thì với chiếc xe này thì lên đây chắc bớt được ít à. Dạ. Rồi, bớt được ít tại xe này còn mới lắm. Lên thương lượng chủ yếu là có ra lọc anh em mình cà phê cà pháo ha. Đúng rồi. Rồi, còn ở bên đây anh, con này. Chiếc này thì đăng ký tháng 5 2022. Dạ. Xe này thì mới chạy được có hơn 200 cây. Trời. Tháng 5 2022. Biển số là 59I3 78924 anh chị. 78924 ha. Anh nói là chạy hơn 200 cây. Mở cái audio ra cho các bạn theo dõi ha. Rồi, camera quay cho anh chị theo dõi nha. Này 486 rồi. Dạ rồi, 400 cây rồi anh chị. Nên là con xe này thì hầu như là nó như mới. Anh em mình mua xe về là không cần phải bàn cãi về cái chất lượng nữa rồi. Satria này là Satria nhập khẩu tư nhân luôn các bạn nha. Thì tư nhân nó chính hãng anh. Xe này em. Dạ. Xe nhập chính hãng mà. Dạ. Mình thấy ở đây là cụm đèn của nó là cụm tư nhân nè. Mà cái màu này thì nó là cái màu chính hãng. Mình cũng thật sự không biết con này chính hãng hay tư nhân luôn. Màu là màu chính hãng nhưng mà cụm ở đây là cụm tư nhân. Hơi bị lạ. Rồi. Biển số là Củ Chi anh chị nha, 59I3 78924. Con xe này nếu mà các bạn mà muốn rút hồ sơ ra tên về tỉnh thì chi phí cao không anh? Chi phí rút hồ sơ xe này thì nó rơi vào khoảng tầm 500-600 à. Dạ. Xe này biển số thành phố. Rồi ok anh. Rồi giờ anh nhờ camera mình vào trong ha. Đây. Mình bắt đầu từ chiếc Future Neo FI nha anh chị. Future Neo FI, anh giới thiệu con này xe này cho mọi người biết đi anh. Con này là 2008. Dạ. Dàn áo zin. Máy móc là zin rồi. Dạ. Dàn áo zin. Hay là áo gắn keo đúng rồi. Đầu nồi zin, đầu zin. Đầu nồi đều zin hết. Dạ. 2008, nồi máy cho anh chị nghe thử có như thế nào nha. Bánh cầm 2008 FI đấy. Dạ. Xe này một đời chủ chạy 27.000 đấy. Một đời chủ chạy 27.000. Dạ. Giá bao nhiêu anh? Cái này để cho anh chị bạn giá là 47 triệu. Dạ rồi, 47. 47 triệu. Cái này nếu như mà mua trả góp anh thì đưa bao nhiêu được anh? Xe này nếu mà đưa trả góp thì mình cứ mình trả trước khoảng tầm 10 triệu. 10 triệu đến 15 triệu là ok rồi. Dạ. 47 triệu cho con xe này anh chị nha. Hồ sơ mình đã được rút rồi ha. Hồ sơ rút rồi. Dạ. Rồi. Sau còn theo xe phải, con này của sau xem. Dạ. Của sau theo xe hay của trước theo xe đấy, của trước còn theo xe. Dạ. Yeah. Giá này thì đã bao gồm tiền hồ sơ rồi. Anh chị các bạn nào biết về nhập vô thì mình cứ vô cầm hồ sơ mình tự nhập, còn nếu không anh chị không biết nhập thì cửa hàng hỗ trợ mình nhập, chi phí thì mình gọi là cửa hàng ha. Dạ. Yeah. Rồi còn bên đây anh, chiếc 135 này. Hẹn 135 thì bên cửa hàng còn rất là nhiều em. Và những cái chiếc xe mà đã dọn lên như vậy rồi á thì giá nó dao động khoảng tầm 20. Còn dạ. Những cái chiếc xe mà chưa dọn thì giá nó dao động khoảng tầm 16, 17 triệu cũng có xe rồi. Dạ. Còn rất là nhiều ở dưới con mà hồi ở đây nguyên hàng này em không thấy có con nào có biển số hết trơn á. Đúng rồi, tất cả là đều rút hồ sơ hết rồi. Dạ. Hồ sơ hết rồi. Vậy là mấy con này cứ rút hồ sơ hết rồi. Đúng rồi, rút dạ. Hồ sơ hết, hẹt này rút hồ sơ hết mà. Hiện tại là có con nào đang rút anh hay là rút hết rồi anh? Rút hết rồi đó. Dạ, rút hết rồi. Rút hết hồ sơ rồi. Rồi, vậy là hiện tại là hồ sơ cầm tay hết rồi ha. Cứ yên tâm, hồ sơ cầm tay có.
Vậy là anh chị các bạn mua là có hồ sơ sẵn, hoặc là mình cho tên là rất là nhanh nha anh chị. À, đồng bộ với nhau là 20 hết ha anh. Nó xê xích 20 chút xíu. Ví dụ như có 20 cũng có xe, mà 22 triệu cũng có xe. Như con nào rẻ nhất trong đây anh? Rẻ nhất trong đây thì nó xem như nhau hết. Thì nói chung là cái giá đó mình đọc ra từ giá 20 đến 22 thì nó chênh nhau 1-2 triệu. Yeah. Thì anh chị các bạn nên đây ưng chiếc xe nào là mình gã xe đấy thôi. Vậy là 20 tới 22, trong hàng này không có 23 ha. Đúng rồi. Rồi, 22 là cao nhất anh em nha. Và thấp nhất là 20 nha. Rồi. Tại vì mình không có biển số, mình không có nhận dạng được, phải hỏi kỹ cho anh em đúng không? Rồi. Camera quay hết cho chị mình theo dõi nha. Bà con em mấy con này đầu nồi như thế nào anh? Tất cả là đều máy zin hết. Dạ. Dàn áo, dàn ngoài thì có thể là mình sơn dặm hoặc là tem tiếp, mình có thể mình dán lại, nhưng mình mà cái máy là tuyệt đối zin. Dạ. Thì mình đã gọi là xe dọn mà, thì chắc chắn là những cái chi tiết đó mình phải làm mới đó rồi anh chị. Làm mới lại. Rồi. Còn máy móc cũng như là ốc tán là zin nguyên thủy, không có đụng chạm gì vào. Dạ. Bảo hành tất cả là 1 năm hết hay sao anh? Bảo hành tất cả 1 năm hết em. Dạ. Rồi anh nổ máy bất kỳ con cho mọi người theo dõi cái luôn nha. Cứ tầm 20 đến 22 triệu nha anh chị các bạn. Có mình xe đẹp rồi. Rồi. Và giá này đã bao gồm hồ sơ luôn đúng không anh? Giá bao gồm hồ sơ. Dạ. Rồi. Còn anh chị nào mà muốn mua xe mà giá trị nó từ 15, 17, 18 triệu thì một hồi nó vô kho còn rất nhiều xe hẹp này. Dạ. Hẹp này thì các bạn cứ yên tâm là lúc nào cũng có vài ba chục đây, xe trong nhà. Camera mình xuống đây nha. Tới một cái chiếc rim. Con này là rim Thái ha anh? Này là Etra. Etra hả? Etra lên rim cao. Dạ. Có một cái thùng như thế này luôn để anh em mình đựng đồ. Thì con này giá cả mình để như thế nào đây anh? Con này thì giá của nó là 9,2 triệu. Rim Etra làm rất là giống như là rim Thái vậy đó anh em. Thì nó cũng là thằng Indo mà. Dạ. Etra là Indo. Rim Etra. Nên form rim Thái. Biển số 52H22788 nha anh chị ha. Máy êm đó, đè vòng đầy đủ máy êm đó. 9,2 triệu anh chị nhé. Cho một cái chiếc rim Etra như thế này. Anh chị các bạn là thích cái mẫu rim mà giá cả phải chăng thì lựa chọn mấy con như thế này về đi làm là ok nha, rất là đẹp. Máy êm đi làm, đi cà phê, cà pháo được. Mấy con như thế này mình có bảo hành bảo đảm gì cho khách không anh? Xe này thì bảo hành cho khách 6 tháng. Dạ, 6 tháng nha anh chị ha. 6 tháng về máy móc. Rồi anh em mình vừa qua đây, con này là con ẹt nhỏ phải không anh? Ẹt nhỏ 2010 em nhé, con tự động. Ẹt nhỏ 2010, số tự động anh chị. Nói chung là một càng đó. Đúng đá 2010 luôn ha anh. Đúng đá 2010 luôn anh. Đúng đá 2010, một càng anh chị các bạn mình ha, số tự động đó. Hết xăng rồi. Dạ, này chắc hết xăng rồi. Máy zin, máy êm, dàn áo zin nguyên thủy. Dạ. Áo dán keo anh em nhé. Dạ. Áo dán keo bô 01. Rồi. Giá mình trả là bao nhiêu đây anh? Áo dán keo bô 01, đèn không bể. Xe này để cho anh chị các bạn là giá là 45 triệu. Với cái giá này chắc em nghĩ là đầu nồi là phải còn nguyên hết anh ha. Zin hết, đồ zin hết mà. Giá 45 triệu anh chị các bạn mình ha. Giá này đầu nồi là phải là còn nguyên, còn zin rồi. Rồi bây giờ mình qua kế bên. Nhìn cũng ra dáng F10 nhưng mà nhìn kỹ lại cũng có phần hơi lạ lắm. Xe này thì là cái mẫu F135 đời 2013-14. Dạ. Xuống dàn áo 2010. Dạ. Nói chung là xuống hết toàn bộ luôn rồi. Dạ. Và đấy, lợi thế cho chúng ta là khi mà chúng ta mua cái này sang tên thì trên cà vẹt nó vẫn hiển thị là 135 và tên là Center. Dạ. Đấy. Nên là chúng ta đi là không có sợ về vấn đề là thay đổi kết cấu khung sườn hay này kia. Cái đó là với công an là mình cứ ẹt 135 và nhãn hiệu là Yamaha rồi Center là đầy đủ nguyên si. Dạ rồi. Hiển thị trên cái cà vẹt của mình. Nên nói chúng ta đi yên tâm. Cái dòng này thì nó nói chung là cũng y như là nhỏ kế bên, các bạn có thể nhìn thấy y chang như nhau thôi. Nói chung là anh em là đam mê xe thì sẽ biết một vài chi tiết thì mình mới nhìn ra thôi, chắc là như nhau. Mình chạy ra đường rất là đẹp anh chị ha, máy móc cũng rất là im. Rồi giá của con này là bao nhiêu anh? Con này thì giá bao rút hồ sơ thì nó rơi vào khoảng tầm 32 đến 33 triệu. Dạ. 32 đến 33 triệu anh em ha. Mấy con hoàn thiện hết. Dạ. Em thấy mấy con ở bên đây cũng vậy nè. Đúng em rồi. Thấy không có biển số luôn.
Mình rút hồ sơ hết phải không anh? Đúng rồi, tất cả đều có hồ sơ rồi, các bạn cứ yên tâm. Có đây là chiếc 2010 zin này. Dạ. Đây là 2010 hai càng zin. Con này thì hình như dàn áo cùng bọc keo luôn anh chị ơi. Con này là màu xanh ha. $2010 zin nha các bạn nhé. Dạ. Mà cái giá zin thì nó hơi cao. Dạ. Thì con này hiện tại bây giờ cửa hàng mình đang bán với giá nó là 49 triệu. Bộ top top rất là đã ha. Rồi. Top top đấy, bộ zin đấy, dạ. Bộ chưa mục. 49 triệu anh chị các bạn nha. Đúng 2010 thì nó sẽ là 50-71 đúng không? Cho mọi người mình theo dõi nha. Đây anh chị các bạn. Đây. 50-71. Đúng rồi anh em mình ha. Đẹp nhỏ 2010 hay càng anh chị nha. Còn mấy con này thì cứ là cái con như thế này. 31-32 anh ha. Đúng rồi, dạ. 31-32 chiếc. Có nào vượt trên 32 không anh? Nhiều, nó cũng có chiếc nó vượt trên 32 tại vì nhiều xe nó đẹp á. 2014-15 nó đẹp, xe thì nhỉnh hơn một vài triệu, 1-2 triệu nó cũng có rồi. Còn nhiều lắm. Yeah. Mẫu này thì hiện tại bây giờ là còn rất nhiều rồi. Camera quay lại sơ cho mọi người theo dõi nhé, rồi mình xuống cái hàng bên dưới luôn các bạn. Dưới đây thì mình có Winner X nha anh chị. Winner X này ha, rồi có một cái chiếc Lubias FI. Lubias đó xe của bạn ngân hàng bạn ấy đi. À dạ rồi, vậy mình cho qua ha xe nhà. Còn đây là chiếc Winner X bản camo, phiên bản này là có ABS nha các bạn. ABS 2019. Rút hồ sơ luôn hả anh? Xe 2019 hồ sơ cầm tay sẵn rồi nha các bạn nhé. Dạ rồi, FI luôn, thì giá mình sẽ bao nhiêu anh? Hồ sơ cầm tay sẵn để cho anh chị các bạn, giá là 30 triệu 500. Rồi, 30 triệu 500 nha các bạn anh chị nha. Cái đó là 2019 có ABS. Còn kế bên con màu đen này cũng là ABS luôn này các bạn. Con này thì 2020. 2020. 2020. Nổ máy chiếc Winner ABS cho anh chị mình nghe nha. Dạ. Rồi, máy thì ok rồi. Biển số đâu anh? Biển số là 48C125770. Biển số Đắk Nông nha các bạn anh chị mình ha. Biển số là Đắk Nông. Máy móc là zin hết, mình bảo hành là 1 năm anh ha. Bảo hành 1 năm, máy zin ốc tán đẹp bản đặc biệt. Giá nó là 32 triệu. Rồi, ok anh. Còn đây là một chiếc Rider. Xe này là của khách. Của khách rồi bán ha. Bán rồi, đang chờ sang tên cho khách. Dạ rồi, giờ mình cho qua con Rider nha. Mình qua đây. Exactor 150 màu đen nhám các bạn. Con này thì cũng đã được rút hồ sơ rồi. Con này là đời 2017. Dạ. Yeah. 2017. 2017 chuẩn đời đen nhám luôn rồi đấy. Dạ. Yeah. Hồ sơ rút luôn rồi, phải không anh? Hồ sơ cầm tay sẵn luôn. Dạ, yeah. Giá mình cho bao nhiêu đây anh? Hồ sơ cầm tay sẵn thì con này hiện tại bây giờ để cho anh chị các bạn là giá là 24 triệu. 24 triệu. Rồi 24 máy zin máy em. Dạ. Đời 2017 anh chị các bạn mình ha. Giờ trước bọn này được hai mới rồi. Còn kế bên anh, con này. Kế bên là con này 2018. Dạ. 2018 các bạn nhé. 2018 vỏ bọng được thay mới, dàn áo được sơn nguyên xe luôn, không là mới. Dàn áo sơn mới luôn. Dạ. Biển số là 68 Kiên Giang 24725 nha anh chị mình ha. Đây mình dán bộ tem nữa, có đặt tem rồi. Dạ. Rồi, giá là bao nhiêu đây anh? Giá là 24 triệu bằng rồi. Giá luôn. Các bạn dạ muốn lựa xe nào các bạn lựa. 24 một chiếc triệu. 2018 một chiếc 2017. Dạ. Còn bên kia anh, con kia. Con bên đó cũng vậy luôn, con bên đó 2017. Dạ. 2017 nhưng mà đi nguyên dàn tem là 2019 luôn rồi. Đó. Rồi, con này biển số là 19B1. Biển số thành phố thì con đấy bán giá nó là 27 năm. 30842 chị nha. Được sơn lại đỏ nhám và đi tem 2019 anh em nha. Rồi, em ra mình xuống đây nha. Có một cái chiếc này SH nè anh. SH Việt Nam. Dạ. Đây đời nào đây anh? SH Việt Nam, cái này là đời 2014. Dạ, 2014 nha anh chị. Cái này là còn khóa chì nha. Mà nó cũng là khóa lớn tìm xe luôn. Này là 125 hay 150 đây anh? Nó 150 em ơi. Dạ, 150. Con này có lên một cây bô nè anh em nha. Thì giá mình để bao nhiêu anh? Xe này thì để cho anh chị các bạn giá của nó là 60 triệu. Dạ rồi, 60 triệu nha các bạn. Nhỏ máy thử cho anh chị mình nghe thử luôn đó nha. Rồi, 60 triệu chẵn. Con này cũng đang đúng hồ sơ luôn ha. Đúng hồ sơ cầm tay rồi, các bạn cứ yên tâm. Rồi, ở trên mình còn nhiều lắm. Một hồi đó mình sẽ quay cho các bạn SH Việt Nam. Rồi, ok. Đây mình xuống đây có xe nào nữa nha. Đây là nguyên cái dàn xe Ad Center.
chưa dọn nha các bạn nhé, mới lấy về chưa dọn. Đó. Đây, mấy cái xe này là chưa có dọn ha. Rồi sao chưa dọn mới tinh vậy ta? Còn quá trời mới, anh này dọn rồi hay chưa? Có dọn, con nó có dọn rồi. Bên kia là chưa dọn này. Dạ. Con này cũng có dọn này, dặm sơ này rồi. Đó. Giá cả cũng tương đương giống mấy chiếc ở trên hay sao anh? Tựa tựa như vậy thôi, tầm đấy thôi. Đó. Dạ. Còn những cái chiếc chưa dọn thì giá nó 15, 17, 18 triệu là có xe rồi. Đời 2013, 14 đấy. Nó chảy trước. Nói chung là dọn thì mình cũng chỉ thay mấy cái tem này rồi rửa ốc tán nó đẹp lên chút. Chứ còn máy móc thì nó vẫn zin tuyệt đối rồi. Rồi bên trong con vàng đen đó là như thế nào anh? Con nào em nhỉ? Con vàng đen nè. Con vàng đen này hả? Dạ. Con vàng đen này thì nó là đời 2013. 2013. Máy zin, xe chưa dọn. Rồi bao nhiêu anh? Giá nó rơi vào khoảng tầm 16 năm thôi. Dạ 16 triệu 100. Đó. Là số xe mình rút hồ sơ hết anh. Đúng rồi em, máy zin hết đấy. Rồi. Rút hồ sơ hết rồi anh chị các bạn nha, nên là không có biển số mình không đọc cho nên nhận được. 2018 luôn này. Dạ, lên nhám. 2018. Giá 22 triệu. Rồi, 22 triệu theo màu đỏ. Hồ sơ. Dạ. Còn con ẹt đó cũng là ẹt 2010. Đúng 2010 luôn ha anh. Đúng 2010 luôn em. Dạ. Ẹt 2010. Con đó có vô đĩa rồi nè anh em, mâm bọng được sơ, nói chung cũng nhẹ nhẹ bên ngoài chút xíu rồi, quan trọng máy móc không biết là có làm gì chưa anh. 2010 con này máy móc hả? Dạ. Máy móc thì con này có rớt đầu rồi. Dạ. Rớt đầu rồi, chỉ có máy chưa trẻ thôi. Dạ. Rớt đầu dọn mới lại mà. Dọn mới lại con này biển số thành phố. Giá mình để cho khách là bao nhiêu anh? Thử để anh coi phải biển số thành phố không? Con này giá nó là 34 triệu. 34 triệu anh em nha. 34 triệu các bạn. Dạ, nó là một càng phải không anh? Một càng con tự động đấy. 34 triệu có rớt đầu rồi anh em nha, con tự động một càng. Và tư nha. Rồi anh em mà cùng sở thích thì có thể liên hệ cửa hàng để chốt cái chiếc xe này. Mới nha. Tinh rồi, ốc tán mới. Còn SH này kia sao anh? SH Việt Nam em. Dạ. SH Việt Nam thì xe đó đang chờ rút hồ sơ. Dạ. Đang chờ hồ sơ. Đó là 150 25 đó. Còn đấy là 125. Dạ. 125 cũng là thắng CBS. Giá nó 6 mấy triệu. Dạ. Sáu mấy triệu. Có tầm 6 mấy anh, nếu mà có hồ sơ là tầm 6 mấy anh. Có hồ sơ xong thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 64 65 triệu là có xe rồi. Dạ. Rồi ok nha, camera quay lại hết đi rồi anh em mình lên trên nha. Trong đây còn ha. Đây cũng còn nữa nè em ơi. À đâu. Quay còn lên coi. SH nha. Việt Nam này. SH Việt Nam 150 này. Đó, đã lên ý rồi. Màu đen. Giá bao nhiêu đen? Màu đen rồi. Con này thì để cho anh chị các bạn giá nó là 61 triệu. Dạ. Yeah. 61 triệu lúc hồ sơ 2015 nha các bạn nhé. Đời 2015 nhưng mà vẫn khóa chìa. 15. Có chìa. Winner cũng 2018 này, 2018. Đó, xe đẹp lắm, xe này đẹp lắm. Giá bao nhiêu anh? Giá nó là 23 năm. Dạ, 2018 giá là 23 triệu 500 anh chị nha. Máy móc chắc là cũng nguyên hết không máy anh? Máy zin hết em ơi. Tất cả đều máy zin hết, xe đẹp. Đây, giờ anh em lên trên nha. Anh chị em và các bạn cứ tham khảo dàn xe. Ví dụ như ưng chiếc xe nào thì gửi kết bạn qua Zalo cho mình rồi mình chụp hình chi tiết qua cho. Được thì mình chốt luôn, còn anh chị nào ở xa thì mình bao ship về cho. Dạ. Đây, giờ anh em mình lên đây. Quay từ trong đây ra được không anh? Cũng được em, đây. Trong này ra cũng được. Camera mình xuống dưới nha. Cái chè 135 dưới sao rồi anh? Ẹt 135 này đang rút hồ sơ, đang chờ hồ sơ đấy. Dạ. Cũng đang chờ anh em trả lời. Dạ. Rồi. Và làm đây là chiếc Vespa. Làm lại cái phó bản rồi. Làm được, chắc là làm được, chắc là xong. Rồi đây là một chiếc Vespa. Xe này anh đi. À, xe nhà ha, biển số đẹp đúng không? Đúng rồi. Sau 789 anh chị nha, đây là xe nhà anh chị ơi. Rồi vậy giờ mình qua cái chiếc Ly nha. Ly 2012. Dạ. Yeah. 2012, cái này là bánh mâm cong đấy. Biển số Gò Vấp nha các bạn anh chị, 17280 nha. Rồi 22 9 triệu rưỡi. Hình như là có đá chống tắt máy rồi phải không ạ? Đá chống tắt máy đấy. Dạ rồi, 12 triệu 500. Cho chị em mình đi chợ, đi đưa con đi học rồi là tuyệt vời. Cái dòng này ha, cốp rộng lắm. Có 9 triệu rưỡi thôi. Ồ, 9 triệu rưỡi hả? 9 triệu rưỡi. Dạ rồi. Cái này mình mở cốp sao ta? Nhấn vô hả? Nhấn vô em. Đây. Siêu rộng. Cốp thì của dòng Ly, dòng Lít này là cực kỳ rồi, nổi tiếng rồi anh chị ha. Nên là ai thích cốp rộng, đựng đồ nhiều thì lựa chọn con như thế này. 9 triệu rưỡi. Rồi, biển số 59V1, 17280 anh chị nha. Còn kế bên là một chiếc Vision đời đầu. Vision 2013. Vision 16 triệu nha các bạn nhé. Dạ. Yeah. 23 giá 16 cũng đã được bao gồm tiền hồ sơ rồi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, 16 triệu bao hồ sơ.
anh chị cầm hồ sơ về tự đóng thuế trước bạ rồi ra biển số nha, còn nếu không thì cửa hàng hỗ trợ mình làm, chi phí thì các bạn anh chị mình trả thêm ha. Rồi còn bên đây là AB là Thái, Alex Thái đời 2008. Dạ. Giá của nó là 22 triệu. Biển số Tiền Giang anh chị nha, 56970. Rồi, 56970. Giá bao nhiêu chứ anh? 22. 22. Anh chị có thể là trả trước khoảng tầm 4-5 triệu là mình đã có thể là sở hữu được cái con Alex Thái này rồi. Phiên bản này là cầu mình sang con anh chị nha, chưa cấp Y, hay là 8 hay 9 thôi. Kế rồi. Bên là chiếc Elizabeth đời 2012. Dạ. Cũng là bảng số sảnh 4567. Con này thì bị số cực kỳ đẹp luôn, 45675, 59P1. Keo thì còn bọc cả xe luôn. Thường thì cái dòng này nếu mà mình trừ cái biển số ra thì giá thị trường nó tầm bao nhiêu anh? Nếu mà trừ bảng số ra thì cái giá thị trường nó rơi vào khoảng tầm 8 đến 10 triệu. Dạ. Yeah. Rồi, chị con này 8 đến 10 triệu. Con này đang này còn đẹp. Gắn biển số đẹp như thế này thì giá mình để như thế nào? Giá của nó là 13 năm nha. Dạ rồi, 13.500 nha anh chị ha, có phun xăng điện tử FI phun nha. Xăng điện tử FI, dán keo nguyên chiếc, xe đẹp. Dạ. Yeah. Anh chị em nào thích cái biển số đẹp này thì có thể liên hệ cửa hàng để chốt con xe này nha mọi người mình ha. Rồi bên đây là một chiếc quay pha đời đầu 202 phải không anh? 202, nóc đen đời đầu, máy móc zin. Xe này thì anh có dọn dàn áo mới. Dạ. Dọn dàn áo mới với lại thay cái bộ căm mới. Dạ. Còn lại là zin hết, ốc tán với lại đùm nước là zin hết. Hai bên nóc chưa sơn luôn. Biển số Tân Bình anh chị nha, 59B314691 nha anh chị. Xe được thay căm bọng mới, dàn áo mới. Còn máy móc thì anh báo là máy móc zin, chưa bung mở đầu nồi anh ha. Đầu nồi zin, xe này giá của nó là 24 năm. Rồi 24.100. Anh chị muốn ra tên đúng gốc thì các bạn hỗ trợ mình nha. Rồi mình lên trên. Lên đây ở thắt nữ nha các bạn anh chị. Thắt mo. Biển số 59E1 50516 nha, ở thắt mo màu đỏ. Con này thì đời nào đây anh? Con này đời 2014 em nhé. Dạ 2014. 2014 xe một đời. Một đời chủ, ngay chủ ghi giấy đầy máy móc em ru anh chị ơi, 2014. Giá mình đã bơi cho khách bao nhiêu giá anh? Của nó là 40 triệu em ạ. 40 thì mình trả trước là tầm 40 thì mình trả trước khoảng tầm 8 triệu là ok rồi. 8 triệu, dạ. Anh chị trả trước 8 triệu là được. Nói như vậy thôi, nhưng anh chị mình có tiền nhiều thì cứ trả tiền nhiều anh ha. Cứ lên đi rồi mình hỗ trợ chứ. Hoặc là mình có tiền nhiều hơn á chị, thì mình cứ trả đi, chẳng hạn như 20, 30 thì mình cứ trả để mà cho cái số tiền vay của mình ngắn lại. Mình ít thì mình trả thời lượng mình nó ngắn, nó khỏe hơn cho mình nha anh chị. Còn bên đây AB gì đây anh? AB 2008, yeah. Bình xăng con, sơn lại đi dàn áo, dán tem 2010, FI. Yeah. 2008 dọn lại nha anh chị, hang làm kiểu giống như là 2010. Biển số của nó là 54M2, 2979. Rồi, giá bao nhiêu anh? Giá nó 11 triệu anh. Rồi, 11 triệu đồng nha các bạn. 2008 nha. Rồi, còn kế bên anh, một chiếc AB đèn LED. Chiếc này là 2018. 81 Gia Lai B2 52634 nha anh chị. 2018 đó, xe ngay chủ. Có mắt cây đầy đủ. Mắt cây đúng rồi. Dạ. Có mắt cây. Chiếc này để cho anh chị các bạn thì giá của nó là 32 triệu bao hồ sơ. Dạ. 32 triệu bao hồ sơ. Còn anh chị mà để như vậy đi thì trừ đi 1 triệu. Trừ đi 1 triệu. Có thể là ký giấy công chứng ủy quyền là vẫn được mà anh ha. Chính chủ xe mà. Này thường thường thì xe biển số tỉnh thì có những chiếc anh ký thẳng mua bán về cửa hàng xuất hóa đơn. À dạ. Còn có những chiếc thì tại vì bây giờ ra hai vợ chồng ký là phải có giấy đăng ký kết hôn rồi. Dạ. Phải có mặt hai vợ chồng. Dạ. Mà thường thường những xe biển số tỉnh là anh chị em ở quê vào làm là đi có một người. Dạ. Không ký nên anh chỉ cần photo với chứng minh thôi. Dạ rồi, ok. Kế bên mình qua đây là một chiếc AB nha anh chị, AB đầu bò 59 đời 2, 20764 nha anh chị ha. AB đầu bò 59 đời 2, biển số của Bình Chánh nha anh chị. 22 là 12 năm em nhé. Dạ 12 triệu 100. Dòng này chạy mình thấy là giá tiền cũng thấp nè, chạy cũng rất ok nha anh chị ha. AB đầu bò 110. Còn cái bên cũng là một chiếc AB đèn LED, con này cũng có bảng đèn LED 2018 luôn, có mắt cây luôn. Dạ. Bao hồ sơ luôn là bao nhiêu anh? Bao rút hồ sơ luôn thì xe này nó rơi vào khoảng tầm 32 triệu. Dạ rơi vào tầm 32, tại vì 32. Con này là mình đã rút này hồ sơ rồi. Có sẵn rồi. Dạ. Hồ sơ có sẵn rồi, các bạn cứ yên tâm lấy một cái là về ra tên luôn. mấy cái xe mà hồ sơ có sẵn như thế này thì anh chị mình về ra tên rất là nhanh. Hoặc là nó rút ngắn cái quá trình rút hồ sơ mình rồi đó anh chị, ra tên cực kỳ là nhanh luôn nha. Rồi còn bên đây anh. Chiếc này là Volvo của Pháp. Dạ. Hàng nhập khẩu, xe này giá 38 triệu luôn nhé. 38 triệu 125. Nói chung mà chạy một chiếc xe này mình nhìn là mình thấy nó có sự khác biệt rồi, có sự sang trọng liền rồi. Rất đẹp luôn chị, 38 triệu. Sẵn. Dạ.
ra tên cũng rất nhanh anh chị nha, tại vì đa số xe bên cửa hàng là có hồ sơ hết rồi. Rồi giờ mình lên trên nha anh chị. Chiếc B CX nè anh. Chiếc CX 125 đời 2015. Dạ. Yeah. 74742 anh chị nha. Rồi 125 đời 2015. Dòng này dành cho các anh các chú đi đường dài hoặc là mình sợ đau lưng, lựa chọn với con này là cực kỳ tuyệt vời luôn. Trả rất là khoảng là 35 triệu anh. Dạ, trả cực kỳ thoải mái nha mọi người mình ha. Rồi ok anh. 35 đúng không anh? 35 triệu. Đưa trước ở tầm 7 8 triệu là được nha các anh nhé. Còn nếu mà có tiền nhiều hơn thì trả trước nhiều hơn là ok. Còn nếu mà cái việc mà vận chuyển xe mà cửa hàng mình về tận nhà cho khách thì không biết là chi phí phần đó là ai sẽ là người chịu anh? Thường thường ở đây là anh ship bằng vận chuyển Phương Trang hoặc là cổ phần Sài Gòn. Yeah. Thì cái chi phí nó rơi vào khoảng tầm 350 đến 400. Yeah. 350 đến 400 thì cái đó là hai bên tự thương lượng với nhau. Yeah. Ví dụ như là khách hàng mua thì khi mà mua thì mình sẽ thương lượng với khách. Yeah. Đó, phần tiền đó hai bên tự thương lượng. Còn bạn nào mà muốn chở tới tận nhà luôn thì mình cũng có xe bán tải mình chở tới tận nhà. Dạ rồi, ok anh. Rồi tiếp theo qua đây một chiếc thắt nữ. Thắt nữ thì biển số 59K202844 nha các bạn anh chị. 02844. Con này đời nào đây anh? Xe này là đời 2016. Dạ 2016. 2016. 2016 anh chị ha. Rồi giá của con này là bao nhiêu 2016 anh? Xe đẹp nha các bạn nhé. Dạ. Xe đẹp và xe này để cho anh chị và các bạn là giá của nó là 43 triệu. 43 triệu. Rồi. Chị em nào thích cái dòng SH này có thể lựa chọn nha. Vision bây giờ xe mới mình nghe nói là cả ngoài 50 triệu rồi. Vision bây giờ là hơn 50 rồi đó. Dạ hơn 50 rồi anh à. À, tại vì mình không lấy số tiền đó mình chạy chiếc hết tất nữ mình chạy dù gì chiếc này nhìn nó vẫn sang quy trình mà sang hơn nhiều mà cái máy móc thì nó cũng ngon lành hơn. Dạ nó là 125 chạy mạnh mẽ hơn nữa mà cấp hơn đúng rồi. Dạ rồi tiếp theo là một chiếc tất nữ luôn chị. Con này thì là màu trắng đen nhìn rất là thể thao luôn nha và khóa remote là còn đủ hai chìa luôn. Bản Sport xe này đời 2019. Con này biển số là thành phố luôn nha, 50Y149788 nha anh chị các bạn. 49788 remote thì còn hai chìa ở đây luôn nè mọi người ơi. Nha. Hai chìa còn đủ nha. Đây. Đó. Hai đều móp. Dạ, hai đều móp luôn. Đây coi chạy được nhiều không anh chị ha. Chạy được có 3.907 cây thôi. Chơi rất là mới. Giá bây giờ mình để giá của nó là 57 triệu á. Dạ. 57 triệu đồng nha anh chị. Giá 57 triệu. Giá này còn thương lượng được không anh? Hay là giá này mình báo là giá cứng luôn? Giá còn thương lượng được. Dạ, còn thương lượng xe này được. Thì còn thương lượng được. Rồi tiếp theo là một chiếc SH Việt Nam. Con này SH như Việt Nam xe này đời 2014. Dạ. Yeah. 2014 150. 150 được lên, 2014. Được lên ý anh ha, được lên ngay kiểu dàn áo mẫu ý và con này là có lên cái dàn áo này, cái bô nè. Rồi cái đuôi đèn ở phía sau luôn nha anh chị các bạn mình. Áo bô. Dạ. Yeah. Này lên dàn áo xịn đấy. Giá bây giờ mình để là bao nhiêu đây anh? Xe này để cho anh chị và các bạn là giá của nó là 56 triệu. 56 triệu. Này là 24 125 ha. 125 50 thì phải. 50 luôn hả? 150. Dạ. Yeah. Vậy là có 50 mấy triệu thì mình thấy giá cũng rất là hời cho anh em mình ha. Rồi. Kế bên đây anh, con màu đen này. Con này màu đen này là 2016 ổ khóa mắt cây. Dạ. Yeah. Khóa mắt cây. Xe này thì nhập về Sài Gòn cũng chỉ có đóng 1% thôi. Dạ. Anh chị tự đi nhập thì nó tốn khoảng tầm 5-700 ngàn. Dạ. 5-700 ngàn. Còn đưa vô dịch vụ thì tất nhiên là phải mình phải có tiền để chi phí dịch vụ rồi. Chi phí dịch vụ nữa. Rồi con này bây giờ mình bán ra cho khách là bao nhiêu anh? 2016 ổ khóa mắt cây zin nhé các bạn nhé. Dạ. Và xe này để cho anh chị các bạn giá của nó là 68 triệu. Rồi 68 triệu đồng nha anh chị. Rồi kế bên một chiếc khác luôn anh. Con đó là đời nào đây? Con này đời 2015. Chắc là cũng sẽ bao hồ sơ xe luôn á. Xe 24 mà đăng ký 2015 á, xe đẹp lắm. 24 đăng ký rồi 2015, khóa lớn trên xe. 150. Dạ. 150. Dạ. Bao hồ sơ luôn là bao nhiêu anh? Bao hồ sơ luôn thì con này giá nó 62 triệu. Dạ, 62 nha anh chị. Mấy con này em nghĩ là chắc mình trả trước chắc là hơi nhiều anh ha. Dạ, có tầm bao nhiêu là mình lấy được anh? Cái này phải trả trước là ngân hàng hỗ trợ cho mình tối đa là 40 triệu. Dạ. Mình mấy con này mình phải trả trước 2-3 triệu. Rồi ok anh. Rồi còn con cái bên kia là nguyên cái form Việt Nam từ đời 2017 đến 2019, còn nguyên cái form zin màu đỏ luôn, rất là đẹp anh chị. Xe này là đời 2018. Dạ. Bản CBS 125 phải không anh? 125 CBS. Dạ.
Rồi giá mình bao hồ sơ. Hôm nay để anh chị và các bạn 75 triệu. Bao hồ sơ luôn anh ha. Bao hồ sơ luôn. Dạ rồi. Giá 75 là bao hồ sơ luôn nha anh chị, tại vì đa số xe bên cửa hàng mình thấy toàn là rút hồ sơ hết rồi. Anh chị mình ra tên cực kỳ là hồ sơ này nha. Cầm tay sẵn luôn rồi em. Dạ. Cầm tay sẵn rồi. Rồi đây anh em mình lên phía trước nha. Đây phía trước từ cái chiếc Vision biển số quận 12 nha anh chị. Đây dòng xe đang hot đây. Dạ. Vision bây giờ là giá cao quá trời anh chị ơi. Con này thì đời nào anh? Xe này đời 2020. Dạ. 2020. Ở đô mình thấy chạy có 6.000 cây rồi anh chị ơi, 6.644 cây à. 2020. Giá của nó là 36.500. Biển số là 59G2 87012 nha mọi người ha. Rồi ok anh. Bên đây anh, con này mẫu mới bây giờ nè. 2021. Xe này chạy rất là ít. 95B1 96545. 6.000 cây à. Bao nhiêu anh, giá mình là bao nhiêu? Xe này để cho anh chị các bạn giá 375. Con này là 37.500 anh chị nha. Phiên bản này là gọi là phiên bản cao cấp, có khóa xe mắt cây, kiến vọng thì còn đủ một cặp luôn nha mọi người ha. Rồi những cái dòng này thì về máy móc và chất lượng chắc không phải bàn rồi. Qua đây con này con Vision biển số 59G2 61647 nha anh chị. Xe này 2019, khóa mắt cây luôn. 2019. Dạ. Để anh chị và các bạn, xe này thì giá của nó là 28 triệu. Xe này đang rút hồ sơ nhé. Dạ. Đang rút hồ sơ. 28 triệu đang rút hồ sơ nha anh chị ha. Alo. Rồi ok anh. Đang rút hồ sơ nha anh chị. Giờ mình qua đây tới chiếc AB này. Con này thì bảng màu xám bạc rất là đẹp. 93B2 35422 biển số Bình Phước. 93 AB đầu bò đúng không? AB đầu bò 2012. Nếu mà xe đẹp thì bây giờ anh lấy nó khoảng tầm 11 triệu. Con này hết bình nhưng mà cái gì mở thì có đó, nhưng mà bình thì gửi ra rồi. Mấy 13 triệu ừ. Rồi. Lấy vô nó khoảng tầm 11 triệu về dọn dẹp này kia nữa. Ok. Dạ, 2018 giờ giá mình sẽ là bao nhiêu anh? 2018 xe này là giá của nó là 31 triệu. Rồi 31 triệu. Dạ. Xe đẹp lắm ấy. Anh chị các bạn có thể trả trước tầm 6-7 triệu là mình đã trả góp được con này rồi nha mọi người ha. Rồi qua đây một chiếc AB được sơn mới cực kỳ đẹp luôn. Biển số 68 Kiên Giang. 2018 luôn. Dạ. 2018. Khóa mắt cây đầy đủ. Kiên Giang 68K1 23889. Giá của nó là 33 triệu. Dạ, 33 triệu. Dạ áo được sơn mới rất đẹp anh chị nha. Dạ áo là cực kỳ là ok luôn. Còn đây là chiếc Vario 150. Vario 150. Đời cái này là đời 2021 thì. Dạ. Con này thì cũng đã được rút hồ sơ rồi ha anh. 2021 rút hồ sơ. Dạ, 150. Rồi, giá mình để là bao nhiêu anh? Giá của nó là 48.5. Rồi, 48.500.000 anh chị nha. Máy móc chắc chắn là mình bảo hành 1 năm và máy móc của nó là còn nguyên zin rồi phải không anh? Máy móc đời cao mà nên là mình không bàn cãi về vấn đề máy rồi nha anh chị. Rồi qua đây một chiếc Vario 125. Biển số Long An 6221. Giá của nó là 36.5. 36.500.000 21641 nha anh chị mình ha. Rồi. Còn bên đây anh chiếc 150 màu vàng cát. 150 màu vàng cát, xe này là 2020. 83C1. Đăng ký 2021 luôn. Dạ. Đăng ký 2021 luôn nhé. Rồi bây giờ giá anh để cho mọi người là bao nhiêu anh? 150. Giá nó cũng 48 triệu anh. Rồi 48 triệu 150. Cái dòng Vario này với Vision thì hiện tại giá lên cực kỳ mạnh luôn nha anh chị ha. Mình lựa chọn con xe cũ thì mình thấy là giá cả rất là hợp lý luôn. Đây mình qua đây. Rồi thì nãy giờ giá cả bên cái hàng xe máy Quang Liên thì anh em cũng đã cập nhật cái báo giá hết cho anh chị bạn mình tham khảo rồi. Trả góp thì chị cứ trả trước có tầm 20-30% là có thể trả góp được. Vận chuyển xe thì có hỗ trợ vận chuyển tận nhà cho anh chị luôn. Còn bây giờ thì trước khi kết thúc video anh có chia sẻ bị thêm hay là anh nhắc nhở về cái địa chỉ số điện thoại như thế nào cho mọi người nắm rõ đi anh ha. Cái địa chỉ thì chắc là ở trên đầu video mình đã nói rồi, với hai nữa là trong cái phần mô tả thì bạn Ngô Nguyễn bạn ấy cũng có ghi cái địa chỉ ở trên đó rồi. Thì cái địa chỉ và cái số điện thoại thì mình chắc không cần phải nhắc lại nữa, nhưng mà chỉ nhắc anh chị em và các bạn là ví dụ như chúng ta mua xe mà để ai mà ở xa chúng ta cứ kết bạn qua Zalo theo cái số điện thoại ở trên màn hình đó. Dạ. Xong rồi các bạn chụp cái chứng minh qua để mình kiểm tra hồ sơ trước.
Dạ. Đó, nếu như hồ sơ nó ok chúng ta lên đỡ mất thời gian của chúng ta. Dạ. Đó. Còn khi các bạn mà làm hồ sơ xong rồi thì cửa hàng sẽ tiến hành làm hồ sơ sang tên cho các bạn đầy đủ hết nên các bạn cứ yên tâm. Dạ. Còn xe cộ thì mình sẽ bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm. Dạ. Anh chị đi mà về máy móc có hư hỏng gì thì cứ ghé qua cửa hàng để cửa hàng chăm sóc xe cho các bạn. Dạ rồi, ok anh nha. Rồi thì mọi thông tin chi tiết thắc mắc anh chị mà còn thắc mắc thêm á thì các bạn gọi về cửa hàng để cửa hàng sẽ giải đáp thắc mắc cho mình, hoặc là quay chi tiết những cái góc ách con xe nào anh chị mình theo dõi nha. Hồi đó tới đây anh em mình xin phép là tạm dừng anh ha. Rồi cảm ơn anh chị các bạn rất là nhiều đã theo dõi tiếp nha. Xin chào và mọi người video sau nha.